quý vị. Và bây giờ, để trở lại phần 2 chương trình này, chúng tôi một lần nữa xin quý vị cùng tạo một tay thật lớn cho sự trở lại của nữ ca sĩ Kỳ Phương Nguyên. Chưa ạ? Ngày hôm nay thì Kỳ Phương Nguyên vừa mới nghe ban tổ chức có thông báo là hôm nay chúng ta có một cái sinh nhật của một vị khách rất là đặc biệt tên là Ben Quách. Đang ngồi ở đâu ạ? Dành một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt, thật là lớn cho người hôm nay có ngày sinh nhật rất là đặc biệt không ạ?
trong hạt hình.